Hello hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu mà mình đã quay lại với tất cả các bạn đôi đấy. À, hôm qua mình có nhận một cái thử thách là anh ơi, anh chơi vô cá 5 mảng, 5 phút trước 20 mảng đi. À, và nhớ hướng dẫn và win anh nhá. Mình nghĩ trong đầu này, quá, thanh niên này bị gì à? Vâng vâng. Cái này có thành lan được thôi, nhưng mà thôi dù sao thì em nó rất là ngây thơ và trẻ thơ ấy các bạn, cho nên là mình đã nhận cái kèo thử thách này. Và hôm nay thì đến với clip này thì mình xin gửi các bạn một chút lưu ý khi tất cả các bạn chơi vị tường võ cá này. Và các bạn đừng quên, nếu thấy hay hãy nhấp cho mình một nút like các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Võ cá sát thương chủ yếu của nó đến từ đâu ạ? Đương nhiên sát thương chủ yếu của nó đến từ hai chiêu, đó là chiêu 1 và chiêu 2. Cách combo của nó khi các bạn kích hoạt chiêu 2 và bay vào kích hoạt thêm chiêu 1 thì đối phương thì đối phương sẽ gây lập tức bị choáng, và đó là cái combo mạnh nhất của võ cá. Và đòn kích liều của võ cá thường đến từ combo này, cho nên mình chỉ nói đơn giản các bạn, khi các bạn bay vào các bạn chơi combo này thì các bạn hãy quan trọng nhất là chiêu 2 của nó phải trúng. Và bây giờ thì mình sẽ phi ngửa vào này. Cách chơi của vị tướng võ cá đơn giản thôi. Các bạn sẽ quăng chiêu 2 trúng vào team địch và sau đó các bạn sẽ phí lên ngửa. Các bạn ở trên ngửa trạng thái càng lâu càng tốt, và chiêu 2 sẽ là cái chiếu trọng điểm để các bạn kết thúc team nó nhá. Double kill rồi. Ôi chấp bên kia. Rồi xong, choáng này. Đấy. Khi võ cá kích hoạt chiêu 2 chiêu 2 và chiêu 1 cùng thể sẽ gây choáng. Ngoài ra võ cá sẽ được hồi máu các bạn nhá. Ba quá đã kill rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với vấn đề là thử thách là 5 phút có ăn được 20 máy không, thì cho mình xin phép các bạn là tính từ phút thứ 2 nhá. Hoặc là phút thứ 1. Cho mình là thật các bạn ạ. 1 phút đầu tiên đi farm thì làm gì mà ăn được mảng các bạn. Cho nên là phải tính từ phút 1 phút 30 giây nhá. Thì vị trí đến tầm 8 phút, tầm 7 phút rưỡi 8 phút thì mình sẽ hoàn thành được 20 mảng hay không. Thì cái đó mình không biết. Nhưng 1 phút rưỡi đầu game mình phải farm, cái đó các bạn phải hiểu mình nhá. Chứ bây giờ mà tính 1 phút rưỡi thì khác gì nói là 3 phút rưỡi anh ăn cho em 20 mảng à. Đấy, cho nên là phải song phẳng ấy nhá. Đấy. Rồi, mình chốt kèo 5 phút nhá. Thì sẽ tầm 8 phút mình sẽ ăn được 20 mảng. Và cái quan trọng nhất và mình muốn nói đến tất cả các bạn vị tướng võ cá này, bằng ngọc của nó thì mình sẽ sử dụng như là 100 xuyên giáp, 45 công vật lý và 10% tốc độ chạy. Đấy, rồi lao lên luôn, lao lên luôn. Phí ngửa nào, ngửa nào, ngửa nào. Các bạn ơi, khi các bạn ở cái trạng thái con ngửa này ấy thì cái lượng sát thương của nó gây ra không mạnh. Nhưng quan trọng nhất kết liều chiêu 2 nhá. Các bạn phải kết liều đây, chiêu 2 các bạn phải trúng. Giống như một vị tướng Enzo ấy, lượng đám của các bạn thanh đạt hay không ấy, thanh công hay không ấy, thì các bạn phải sẽ nằm ở giai đoạn chiêu 2. Đây 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 đây. Rồi bao. Ui dồi, 6 mạng nữa các bạn ơi. Cho nên các bạn hãy nhìn mình clip này. Quan trọng nhất chiêu 2. Thường các bạn cứ nghĩ là vị tướng võ cá này nó mạnh nhất là chiêu 3, bởi vì chiêu 3 gây sát thương. Không, chiêu 3 sát thương nó rất yếu, cho nên ba đòn đánh vừa chậm và vừa rất yếu. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình khi các bạn xuống ngửa hay trước khi vào combat, các bạn phải trúng cho mình chiêu 2. Hoặc các bạn muốn vào combat thật tốt thì các bạn phải quăng cho mình chiêu 2 trúng vào team địch, thì lúc đó các bạn sẽ bay vào. Các bạn không nên cầm con ngửa. Nhiều bạn chơi con võ cá mình chan thật, các bạn không biết từ đâu đến mà thể xuất hiện một ngửa các bạn ạ. Các bạn cầm ngửa các bạn bay vào như vậy được cùng được, nhưng mà rất yếu. Nhưng mà tốt nhất các bạn hãy trúng cho mình chiêu 2. Hãy trúng cho mình chiêu 2 trước. Sau lúc đó đấy, các bạn thấy chưa? Tại vì sao mình lại nói các bạn phải trúng chiêu 2 trước, các bạn phải biến mẫu ngựa? Bởi vì khi các bạn trúng chiêu 2 trước, các bạn sẽ bay vào nó và các bạn sẽ tới được gần nó, và các bạn sẽ biến ngựa, sẽ gây đám, sẽ tốt hơn. Chứ các bạn biến con ngựa bay từ đâu, xong các bạn bay vào như vậy, nó rất phéo. Đấy, và hiện tại là 2 phút 10 mấy giây, thì 2 phút 30 giây thì mình đã có cho mình được 10 mảng rồi các bạn nhá. Thì vị trí mỗi phút thì mình sẽ tính cho mình được 4 mạng. 1 phút khán 4 mạng, 5 phút 20 mạng, hoàn thành thử thách và hướng dẫn. Đấy, cái này thì mình có hướng dẫn các bạn nhé. Chơi võ cá chủ yếu nhất là cái combo chiêu 2 và chiêu 1 kích hoạt với nhau thì sẽ được hồi mọc chút máu và sẽ gây choáng đối phương. Và đấy là sát thương chính của võ cá nhá. Các bạn nhớ nè, các bạn phải nhớ cho mình cái vị tướng võ cá nhá. Đấy, và tiếp theo là chiêu 3, nó chỉ là một cái can quét. Chiêu 3 nhá, chỉ là can quét, và các bạn can quét càng lâu thì sẽ khiến cái bất tử các bạn càng lâu. Thì càng lâu sẽ được gì? Thì sẽ các bạn sẽ được hút sát thương rất nhiều. Đây, vào, hồi chiêu 2 này, đấy, các bạn thấy chưa? Khi cái chiêu 2 này kết thúc một bay vào mà kết thúc một cái gì đấy, con quái hoặc là người, thì các bạn sẽ được hồi chiêu 2 nhá. Rồi, giết được, đây.
xuống người này, càng lâu càng tốt nhé. Đấy, rồi xuống. Xuống, rồi chiêu 2. Các bạn thấy chưa? Đấy. Thường thì cả chiêu 3 thì cái lượng đám thì các bạn hiểu rồi, nó chỉ là một cái lượng đám phủ zone cho cái vị tướng Voka thôi. Hiện tại thì 3 phút rưỡi thôi. Trong khoảng 3 phút rưỡi đã ra đi rồi thì mình đã có 12 mạng, thì là chúng mình đang thiếu 2 mạng nữa để chạy kịp thời gian, không biết có kịp hay không. 3 phút rưỡi nhá. Đấy, thì không biết có kịp 2 mạng hay không các bạn ạ. Rồi, coi như là một cái phút này thì mình không ăn được mạng nhiều. Thôi ăn thẳng mặt rông, bây giờ chả biết đi kiếm mạng. Đây, từ. Bây giờ phải đi sẵn thằng vào đây. Anh bế đây vào đây cho em cái. Các bạn có thể thấy là tím 16 mạng thì mình có 12 mạng rồi. Thì nếu mà xét lại thì bỏ 12 mạng của mình thì 44 thì trận đấu đây các bạn thấy nhá. Đấy các bạn thấy nhá, combo của mình nhá. Phải trúng chiêu 2 trước sẽ biến ngừa chứ không. Các bạn tuyệt đối không bao giờ được biến ngừa bấy. Cho nên là Voka thì một vị tướng nó khá dễ chơi. Mình không có phân tích sâu về vị tướng Voka này, bởi vì các bạn nắm được cho mình cái combo này, như lúc nào nên bay ngựa, lúc nào nên xuống ngựa, thì các bạn chơi tốt vị tướng Voka này. Bởi vì Voka này đơn giản, không có gì để hướng dẫn, bởi vì là các vị tướng các bạn muốn bay vào trong nào cũng được. Và thứ hai là cách sử dụng combo đơn giản mình đang hướng dẫn. Và bay ngựa thì xuống như thế nào. À, mình quên nói xuống. Các bạn muốn xuống ngựa đúng không? Các bạn phải nhìn cái lượng máu các bạn. Các bạn phải xuống ngựa trước khi các bạn chết. Nếu các bạn chết mà các bạn xuống ngựa chỉ cần một nửa trước chạm đất, khi nào con Voka nó chạm đất thì nó được tính bất tử. Con xuống ngựa chưa chạm đất thì vẫn không được tính bất tử. Đấy, cho nên các bạn cân nhắc nhé. Đấy, cái trúng chiêu 2 là sẽ có màng các bạn. Cứ Voka trúng chiêu 2 có màng các bạn nhé. Đấy, 15 màng thôi. Và đã trải qua được tầm khoảng 4 phút rưỡi thôi. Còn 30 giây nữa. Thua. Kèo này mình thua nhá. 5 phút 20 màn nó khó quá. Mình ăn mãi được. Đây vào. Rồi, biến ngựa các bạn này. Đây, chơi hết. Ui. Đây rồi, chơi hết rồi. Bắt đầu này, các bạn này xuống này. Rồi ok, bay vào thằng. Rồi, 2 màn, 3 màn. 3 màn này. Mega kill các bạn, mega kill nhá. Mega kill fan này. Rồi ok, mình có mega kill nha. Chắc chắn mega kill rồi. Và mình nghỉ clip để đây và kết thúc. Và thử thách của mình cũng hoàn thành nha. Và tất cả các bạn ơi, mày yêu, cảm ơn các bạn nhiều nha. Mega kill, hoàn thành 20 mảng 5 phút. Và hướng dẫn, các bạn ngại gì mà không like.